Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Công Thương, khoảng 80% sản phẩm da giày Việt Nam là hàng gia công xuất khẩu với giá trị gia tăng thấp. Đó là một thực trạng cần thay đổi khi da giày là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam. Hiện có khoảng 800 doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp da giày, trong đó 70% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các đơn hàng lớn và tiêu chuẩn kỹ thuật, v.v. Do đó, việc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ doanh nghiệp da giày đáp ứng tốt hơn các yêu cầu an toàn sản phẩm đã đáp ứng yêu cầu thực tế, tháo gỡ phần nào khó khăn cho các doanh nghiệp da giày. Việc mà triển khai dự án này thì chúng tôi đã góp phần giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các cái quy định, các cái điều khoản, điều luật khi mà xuất khẩu sang châu Âu, cũng như là các doanh nghiệp biết đến các cái phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Da giày, cũng như là các cái phòng thí nghiệm khác để cho công tác và thử nghiệm, cũng như là hạn chế các cái chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra không đáng có để đạt được các cái thông số kỹ thuật khi xuất khẩu sang châu Âu. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp da giày đáp ứng tốt hơn các yêu cầu an toàn sản phẩm là một trong 6 tiểu dự án thuộc chương trình Hỗ trợ Thương mại Đa biên EU Việt Nam, gọi tắt là MUTRAP tài trợ. Được triển khai từ tháng 7 năm 2014 đến hết năm 2016, tổng kinh phí thực hiện trên 310.000 euro, trong đó gần 89% do MUTRAP tài trợ, còn lại là nguồn vốn của Viện Nghiên cứu Da giày và các đối tác. Thì đến nay, dự án đã thực hiện các hoạt động như đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật về các quy định an toàn sản phẩm của thị trường EU, các nội dung pháp lý liên quan cho trên 210 doanh nghiệp da giày Việt Nam. Thông qua cái dự án này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã hiểu được là vậy thì đáp ứng được các thị trường xuất khẩu cần phải có những tiêu chí gì. Thế và đáp ứng được cái tiêu chí đó ra sao, và dự án hỗ trợ cho các doanh nghiệp đó vừa là nắm bắt được các thông tin của thị trường, vừa giúp cho doanh nghiệp cải thiện dần cái năng lực thông qua các cái chương trình đào tạo, chương trình tư vấn, đồng thời là giúp cho họ có được các cái dịch vụ mà cái giá cả nó phù hợp với cái năng lực của các doanh nghiệp. Thì đấy là thông qua dự án giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta đáp ứng được, và cũng là để đẩy mạnh cái xuất khẩu vào thị trường EU. Một phần lớn kinh phí của dự án đã được dành cho việc nâng cấp 3 phòng thí nghiệm hiện tại của Việt Nam để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng trung tâm tư vấn kiểm định dịch vụ, thử nghiệm đầu tiên của Việt Nam OSSC, cung cấp thông tin về quy chuẩn, tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp. Thông qua dự án, 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ được đào tạo và tập huấn sẽ nâng cao năng lực xuất khẩu, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của EU. Khi mà trung tâm đi vào hoạt động thì tự người ta sẽ xây dựng ra được cái bộ tiêu chuẩn về tiêu chuẩn lý hóa cho một cái ngành cụ thể, ví dụ như ngành sản xuất giày, giày thể thao riêng, giày da riêng chẳng hạn, thì những cái doanh nghiệp mà sản xuất riêng lẻ người ta không phải chạy lên để mà đi xác định riêng nữa, mà người ta cái đó chính là cái tài liệu chung cho cả ngành. Mà bây giờ mình cái xu hướng của mình là cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được khuyến khích phát triển, thì người ta lại rất khó khăn trong cái việc đó. Thì Hiệp hội Da giày chính là cái mà cái cầu nối và cái trung tâm để mà tạo điều kiện cho người ta khắc phục được những cái khó khăn như vậy. Các chuyên gia và doanh nghiệp đều nhận định ngành da giày Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hàng loạt các hiệp định thương mại quan trọng đang trong giai đoạn hoàn tất. Trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA, Việt Nam với Liên minh Thuế quan Nga, Belarus, Kazakhstan. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp da giày đáp ứng tốt hơn các yêu cầu an toàn sản phẩm đã góp phần giúp các doanh nghiệp da giày Việt Nam nắm bắt được các điều kiện, các điều khoản để xuất khẩu trong thời hội nhập này. Đây cũng là một việc làm thiết thực để giúp cho các doanh nghiệp da giày nhận thức và thực hiện theo đúng những cam kết của Việt Nam trong các FTA với châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, TPP, v.v. Trong cơ chế hội nhập này thì cái vai trò của Hiệp hội rất quan trọng. Nó sẽ là cái cầu nối giữa doanh nghiệp, để thông qua Hiệp hội để doanh nghiệp phản ánh cái tâm tư nguyện vọng của Hiệp hội, là cái trung tâm để các doanh nghiệp tập hợp lại để hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau và chia sẻ với nhau và cùng nhau phát triển.
đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua, đặc biệt cũng qua cái dự án WeChat này, hỗ trợ doanh nghiệp về mặt thông tin, về mặt công nghệ, về mặt chủ trương của Đảng, và đặc biệt là một số cái thông tin tiêu chí của cái phát triển giày sang thị trường châu Âu. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp da giày, tiếp cận được với các thông tin một cách đầy đủ, khai thác tốt thị trường. Do đó, các doanh nghiệp da giày cũng phải ý thức được rằng cần phải cơ cấu lại, cũng như tái đầu tư về mặt thiết bị có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao, qua đó nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là đội ngũ cán bộ kỹ thuật để có bước phát triển ổn định và bền vững.